Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một cặp JBL đồng trục Bass 40. Thì trước tiên em Việt sẽ đo kích thước cái thùng này để quý vị và các bạn nghiên cứu nha. Chiều sâu của thùng là 51. Nếu mà tính luôn ngay căng đó nha thì 51, chiều ngang 55 và cao là 78,5. Còn nếu không tính cái căng thì chiều sâu của cái thùng là 45. Chiều sâu của thùng là 45 nếu không tính cái căng. Và đây là cái lưới dây căng zin của hãng JBL luôn. Lưới màu xanh xanh đẹp. Rồi. Đây là ở bên trong của cái tấm dây căng này. Thì cái tấm dây căng này gỗ của nó còn cũng rất là chắc chắn luôn quý vị và rất là chắc luôn ha, nó không có bị gãy bị cả, thì càng ok hết. Rồi, và khi nhìn từ xa thì tổng thể của cặp loa cấu hình nó như thế này, loa đồng trục. Lo này thì bass của nó là bass 40 quý vị và các bạn. Nó có tới mỗi thùng nó có tới 4 lỗ thông hơi lận. Để em việc đo cái còi này thử cho quý vị và các bạn xem thử cái còi này. Còi này thì nó 18. Vuông dứt nó là 18 quý vị và các bạn. Còi này nó vuông luôn ha. Và đường kính của cái bass này là 39. Mời quý vị của bạn sẽ xôi cái màn giấy ha. Màn giấy con này cực đẹp luôn. Màn giấy zin, gân zin, gân vải ship ha. Cực đẹp. Màn giấy đâu này nọ ok hết quý vị của bạn. Nói chung là đường nét của cặp lo này thì mình thấy là tuyệt vời. Về phần màn giấy rồi. Rồi về phần thùng thì quý vị và các bạn cũng biết đây là đồ cũ đã qua sử dụng nha, đồ cũ đã qua sử dụng nha quý vị và các bạn, thì nó cũng chày đồ này nọ và em Việt á, thì không xì bả tút tát ha. Thùng này họ không có dán gỗ lạng quý vị và các bạn, hình như thùng này họ sơn thì phải, sơn hay là dán xi ở đây là dán xi, họ dán cái xi, còn trước này họ không dán gì hết trơn quý vị và các bạn, họ sơn luôn à. Nói chung là bạn nào mà thích cặp này á, về lên cho anh em ta lên gỗ lạng ở bên ngoài á thì đã luôn, đẹp. Thùng này nặng lắm nha. Thì hai bên nó đều có chữ JBL hết. Và thùng này là thùng zin của hãng nha. Chút xíu nữa em Việt sẽ quay cái model thùng. Cái thùng này thì nhà sản xuất họ sản xuất đưa cho quý vị và các bạn là chơi rất là nhiều loại loa luôn, chứ không phải riêng cái cặp đồng trục này đâu. Đây. Ở phía sau góc cạnh thùng thì cũng không có bể nở ha, nó dính băng keo quý vị các bạn nè, để mình lấy nét gần cho quý vị xem ha. Thì đây nó dính băng keo, mấy cái băng keo. Và cái model của thùng này á là JBL 4507, quý vị và các bạn có thể lên Google mình sợ thì mình sẽ thấy cái model của thùng này. Và ở đây quý vị và các bạn thấy hãng họ khoét một cái lỗ này để và có ốc bắt luôn, thì để cho quý vị và các bạn chơi những cái lo khác và gắn phân tầng của JBL vô, mấy cái phân tầng hộp của JBL á gắn vô đây là ok hết luôn ha, đúng lỗ ốc luôn á, mấy cái này băng keo nha quý vị và các bạn. Đó. Bên đây cũng vậy thôi. Thì thường mình thấy cái vỏ này á, mấy anh Tây ở bển mấy anh chơi á, là mấy anh gắn bát đồng trục hoặc là một bát 40 với một chép còi để nằm ở trên á, thường là vậy quý vị và các bạn. Rồi về phần thùng thì cũng còn khá là ok quý vị và các bạn. Và số điện thoại của em Việt là 0963 721 519. Số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Quý vị và các bạn gọi không được thì quý vị và các bạn nhắn tin, em Việt sẽ trả lời sau. Và quý vị lưu ý là mua hàng thì có hai phương thức. Một
là chuyển khoản đủ thì giá tốt, còn hai là đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì giá nó cao hơn một tí xíu so với chuyển khoản đủ, nhưng mà nó vẫn rẻ hơn thị trường quý vị và các bạn. Đó. Bạn nào còn bạn nào mà cảm thấy mà chưa tin tưởng, cảm thấy mà chưa muốn mua, nó còn lăn tăn thì đừng alo để khỏi mất thời gian. Mình chưa tin tưởng thì mình có thể tìm chỗ nào mình tin tưởng mình mua. À, có nhiều bạn cứ alo, tôi thấy ông bán tôi muốn mua mà ông kêu tôi chuyển tiền, tôi không dám này nọ. Như vậy thì đừng alo, mất thời gian của vì vợ bạn cũng nhiều, mất thời gian của em Việt. Đấy. Đã mình không tin rồi thì mua làm gì, mua hồi hộp lắm vì vợ bạn. Mình tìm chỗ nào tin mình mua. Rồi bây giờ em Việt sẽ mở cái nội thất ở bên trong để vì vợ bạn xem cái củ lo này nha. Rồi em Việt vừa mở được nội thất ra vì vợ bạn. Con này cũ hơi bị gấu à. Cái chiều sâu á, cái chiều sâu của cái từ cái đít cũ cho đến cái từ cái đít cũ cho đến cái mặt lo là 25, sâu ghê quý vị các bạn. Và đây là cái phần tầng của em nó nè. Nó đeo luôn vô cái lo luôn ha, dính trên cái lo luôn. Hai bên luôn. Con lo nào quý vị các bạn. Con này xin tuyệt đối luôn. Tuyệt vời luôn quý vị các bạn. Phần tầng đẹp. Mấy cái chấm sơn này của hãng còn nguyên luôn nè. Đó vị bảo bạc. Bên đây cũng vậy luôn. Chưa đụng chạm bất kỳ một cái thứ gì hết ha. Rồi bây giờ để em Việt lật lại cho vị bảo bạn xem cái cụ từ nha. Rồi và đây là cụ từ của cái lo này. Đây là từ lo bát nè, từ lo chép nè, đều được bọc hết ha. Đó vị bảo bạn. Đều được bọc hết luôn. Và cái model của cái củ đồng trục này là 2155H 8 ohm. Công suất thì nó không có đề quý vị các bạn. Vì nhìn thấy những cái mà keo mà họ phá ốc còn nguyên luôn. Rồi bên trong thùng nè. Thơm phức luôn. Bông tỉa âm màu vàng. Bên đây cũng vậy thôi quý vị các bạn. Ok hết luôn quý vị các bạn. Và cặp này mình vẫn có bán lẻ nha, tức là bạn nào mua vỏ thùng thì mình bán vỏ thùng, mua cũ thì mình bán cũ nha. Vỏ thùng nếu mà mua lẻ thì mình bán giá nó hơi căng hơn tí quý vị và bạn, tại vì khi mà quý vị lấy lẻ một món rồi còn món lại khó bán. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá nguyên, còn bạn nào muốn mua lẻ thì thỏa thuận giá với mình ha. Rồi, cặp này mình bao zin tuyệt đối, bao thợ thầy kiểm tra, hát tốt, hàng đã qua sử dụng. Đó. Và giá của em Việt bán cho quý vị và các bạn 33 triệu đồng, chuyển khoản đủ, bao ship tận nhà, giá này không mặc cả. Rồi bạn nào muốn mua lẻ thì thỏa thuận giá với em Việt, thì em Việt cũng sẽ bán được giá là bán luôn. Và tiếp em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn một cặp bát của JBL, dòng chuyên nghe nhạc 16 ohm. Thì cái cặp này, cái cặp bass là quý vị và các bạn nhìn thấy trong màn hình đó, thì có thể gắn qua cái thùng này là ok luôn. Nếu như mà bạn nào đã có một cái cầu rồi đó thì mua cái vỏ thùng này và cái cặp bass này để gắn vô là ngon luôn. Thì đây là cái cặp bass của JBL, bass 40, màng giấy, gân vải mềm, từ 22 con 100, từ 22 con 100, 16 ohm nha quý vị và các bạn, 16 ohm. Để mình lật lại cho xem. Ấy da. 16 ohm. Model của con này là 2220Z. Thì con này ở thị trường mình ở đây em Việt thấy chưa có ai có cặp bass này. Thường cái cặp này là nó không nằm bất kỳ ở một cái thùng nào hết. Đây là cặp lo mà nhà sản xuất của hãng JBL á, họ sản xuất ra để cho quý vị và các bạn tự chơi, tức là quý vị tự đóng thùng hoặc là quý vị và các bạn tự độ chế làm gì đó là làm đó, chứ họ không có sản xuất ra để nó nằm trong thùng nào hết. Và con này cũng không có nằm trong cái thùng nào gã ra. Nó đẹp ghê lắm quý vị và các bạn, cụ từ đồ này nọ ok hết ha, nước sơn còn ngon lành luôn, từ 22 con 116 ohm.
con này mình bán 10 triệu đồng nha quý vị và các bạn, chuyển khoản đủ mình bao ship ha. Thì ở bên Tây á, họ chơi á, họ chơi họ cũng lắp vào thùng nè, và họ nãy gì đây ta, cái keo gì trắng trắng nè, họ chét đó. Họ chét xung quanh thùng đó, thì nó dính theo cái xương của cái lò đó. Rồi bạn nào cần thì liên lạc với em Việt nha. Em Việt xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.